Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 25 chất cấm không được sử dụng trong chăn nuôi, trong đó có 3 chất phổ biến nhất là clebuterol, cystamin và sabutamon, thường được gọi là chất tạo nạc, tăng trọng. Những chất này khi đi vào cơ thể động vật sẽ dễ dàng lưu lại trong thịt. Khi con người ăn phải thịt có chứa các chất này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe. Để chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp đã tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp nếu có vi phạm. Trong mô hình chăn nuôi đã dùng theo khoa học kỹ thuật à, tận dụng các nguồn thức ăn tại địa phương để phát triển. À vào cái tối kỳ nhất là, là chúng tôi là không sử dụng các cái chất cấm. À, các thức ăn là có chất cấm để đảm bảo là cái gì là sức khỏe của cộng đồng cũng như là của xã hội. Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi diễn ra rất phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Việc phòng ngừa, ngăn chặn kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã và đang được coi là nhiệm vụ cấp bách. Từ đầu năm đến nay, Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh đã tổ chức lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm Sabutamon để kiểm tra việc sử dụng chất cấm đối với gia súc tại 19 cơ sở giết mổ. Qua kiểm tra, 40 mẫu đều cho kết quả âm tính với chất cấm sabutamol. Trong thời gian tới thì như vậy chi cục chăn nuôi thú y vẫn tiếp tục chỉ đạo là trạm chăn nuôi thú y các huyện, thành phố thị xã tăng cường công tác tuyên truyền và tăng cường các các cái hoạt động lấy mẫu ở các hộ chăn nuôi cũng như là cơ sở giết mổ để là vừa là ngăn ngừa vừa là khuyến cáo người dân là không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2023, với tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 58.500 tấn, ngoài việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng cao năng suất chăn nuôi nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2023.